Để cuộc đời của các bạn sớm thành tựu và trở thành một người giàu có sau này thì không thể thiếu những cái nét may mắn xuất hiện trong video ngày hôm nay. Đến với video ngày hôm nay, mình muốn gửi tới tất cả các bạn một mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1979. Mẫu bàn tay này được đánh giá là mẫu bàn tay gặp nhiều may mắn, sống có kỷ cương, có kỷ luật và tính cách vô cùng ngay thẳng. Chính nhờ những cái tính cách này tạo lên cái sự thành công vang dội cho mẫu bàn tay mình muốn giới thiệu tới mọi người ngày hôm nay đây. Và cũng không để mất thời gian của các bạn, sau đây mình sẽ đi phân tích những đường chỉ mang lại cái sự thành công vang dội này, để các bạn có thể căn cứ vào đây, có thể tự xem cho chính bản thân mình, tự dòm xem cái mẫu bàn tay của chính bản thân mình có những cái nét tốt sau đây hay không nhé. Các bạn thấy rồi đấy, màu sắc bàn tay nó sẽ chi phối rất nhiều về vận mệnh của mỗi người. Khi ta nhìn mẫu bàn tay của một người, nếu da tay nó mềm mại và có màu sắc hồng hào tươi nhuận, chắc hẳn cuộc đời người đó có rơi vào nhiều khó khăn chông gai như thế nào đi chăng nữa, nhưng rồi kết cục hậu vận họ cũng nhận được nhiều thành công nhất định. Nhưng nếu bàn tay của ai mà màu sắc xám xịt, u ám, tối tăm hoặc trắng bệch, đó đều là những dấu hiệu màu sắc nói lên sự thất bại, sự thua lỗ, ốm đau, bệnh tật, rồi hay gặp những cái vận xui. Mặc dù thời điểm hiện tại họ có tốt đi bằng mấy đi chăng nữa, nhưng rồi những vận xui dần dần cũng đến với họ. Vì thế cái màu sắc của bàn tay nó sẽ chi phối rất nhiều tới sự may mắn, thành công hoặc là sự thất bại đối với mỗi con người. Thì chính mẫu bàn tay này đây, màu sắc tương đối là hồng hào, nó thể hiện đan xen ở các gò trên mẫu bàn tay. Và chúng ta có thể thấy rõ đó là các ngón tay đều xuất hiện màu hồng rất là tươi nhé, mọi người thấy không? Và khi ta quan sát các đầu ngón tay, ta còn thấy rõ các đầu ngón tay rất bóng và sáng, rất là mềm mại. Đó là dấu hiệu của người sống có nguyên tắc, rõ ràng, sống rất là có kỷ cương và cuộc đời của họ sẽ hay gặp được nhiều vận may từ đâu đâu đưa tới. Người mà sở hữu các ngón tay hồng hào, đỏ, tươi nhuận bao nhiêu thì may mắn sẽ luôn cận kề với chính bản thân họ nhiều bấy nhiêu. Và trên mẫu bàn tay này có một nét đường chỉ rất là ưu tú, rất hiếm xuất hiện ở các mẫu bàn tay cơ bản. Đó là xuất hiện đường chỉ số phận rất là thẳng. Và cái điểm khởi đầu của nó, đó là chẽ làm hai nhánh. Mọi người có thấy không? Mình có thể vẽ cho mọi người xem này. Cái điểm khởi đầu của đường chỉ số phận, nó sẽ phân làm hai nhánh, nó như là một cái gốc. Và nó đâm thẳng lên tới đường chỉ tâm đạo rồi dừng. Đấy, mọi người có thấy không? Đường chỉ này tương đối thẳng, sẽ thể hiện là người có ý chí phấn đấu trong công việc. Người mà sở hữu đường chỉ số phận thẳng, rõ ràng, đậm như thế này, cuộc đời của họ sẽ như là có một cái la bàn, luôn luôn biết định hướng, định vị bản thân, đi theo con đường đúng đắn. Để mà gặp một cái chuyện gì đó khiến cho họ đánh đổi cái đạo đức vì đồng tiền, chắc hẳn họ sẽ không bao giờ đánh đổi. Bởi vì họ là người có lý tưởng sống và rất rõ ràng trong mọi chuyện. Nghị lực của họ sẽ rất là lớn. Chính vì thế, người sở hữu dấu hiệu này trên mẫu bàn tay sẽ là người không bao giờ bị lôi vào con đường sa ngã, thoái hóa hoặc biến chất. Họ sẽ là người rất là thẳng tính. Vì thế khi chúng ta muốn tìm kiếm bạn đời hoặc tìm kiếm đối tác làm ăn, nếu ta thấy đối tác, những cái người bạn đó xuất hiện đường chỉ số phận từ cổ tay, nó đâm thẳng lên tới đường chỉ tâm đạo, thì chắc hẳn đó sẽ là một đối tác trung thành, làm việc có nguyên tắc và có uy tín, các bạn có thể trông cậy vào được. Hoặc đối với những bạn đời, những người mà mình chuẩn bị sắp để cưới, làm vợ, làm chồng, nếu xuất hiện dấu hiệu này trên tay thì đó sẽ là người có thể tin tưởng được. Bởi vì họ sẽ là người có lập trường rõ ràng, không bao giờ bị lôi kéo theo con đường sa ngã và không bao giờ vì đồng tiền mà phải hy sinh cái đạo đức. Những bàn tay ai mà không sở hữu được một đường chỉ định mạng ngay ngắn rõ ràng sẽ là người dễ bị lôi kéo sa ngã theo con đường xấu, rồi đánh mất nhân tâm lúc nào không hay. Và mình cũng đã giới thiệu ở ngay đoạn đầu, đó là cái điểm khởi nguồn của đường chỉ số phận nó phân nhánh làm hai đấy, chứ không phải là một đường, vị trí quanh tròn màu đỏ đây. Đó là dấu hiệu của người có thể làm hai lĩnh vực, hai ngành nghề song song một lúc, kiếm tiền từ hai mảng. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay, chủ nhân mẫu bàn tay có thừa nhận là hiện tại đang làm song song hai ngành nghề, đó là công nhân viên chức nhà nước và làm kinh doanh ngoài. Vì thế nếu trên bàn tay ai mà thấy xuất hiện đường chỉ số phận phân nhánh làm hai,
hoặc có thể làm 3, hoặc có thể làm 4, sẽ là người làm nhiều mảng, nhiều công việc để mà kiếm tiền, chứ không chỉ riêng về một mảng. Và cái điểm kết thúc của đường chỉ số phận này nó không nằm tại vị trí nào, mà nó lại nằm ngay tại vị trí đường tâm đạo. Đó sẽ là dấu hiệu nói lên chủ nhân mẫu bàn tay sẽ rất nặng gánh gia đình, phải lo lắng cho người thân rất nhiều, chứ không chỉ lo lắng cho mỗi gia đình nhỏ bé thôi, mà còn phải hy sinh lo lắng cho anh chị em, người thân, ba mẹ. Rất nhiều người phải trông cậy và hy vọng vào chủ nhân mẫu bàn tay này đây, luôn luôn phải lo nghĩ cho người khác. Và trên mẫu bàn tay này còn có một dấu hiệu ưu tú khác nữa, đó là có vân mắt phượng. Đấy, mọi người có thấy không? Dưới ngón tay cái có hình con mắt, đúng như là một hình con mắt. Đây sẽ là dấu hiệu của người có trực giác tốt, nghi ngờ đâu thì trúng đó. Cái xử lý của họ rất là tinh tế trong mọi chuyện. Và trong công việc làm ăn, nhất là theo con đường kinh doanh, họ sẽ thành công vô cùng. Nếu mà hình vân mắt phượng này xuất hiện được cả ở hai bàn tay, ngón tay cái của hai bên, sẽ gia tăng thêm cái giá trị tốt đẹp đối với chủ nhân mẫu bàn tay đó. Vì thế, những bạn nào mà đang sở hữu vân mắt phượng ở cả hai ngón tay cái, thì đó sẽ là dấu hiệu nói lên bạn sẽ rất thành công sau này. Và nếu tiến thân theo con đường kinh doanh, cuộc đời của bạn sẽ phất lên một cách nhanh chóng, bởi vì nhờ cái sự trực giác nhạy bén của chính bản thân mình. Mình cũng đã kinh nghiệm qua ở rất nhiều mẫu bàn tay của những vị thương nhân, của những giám đốc công ty, của những người làm trong ngành kinh doanh, tài chính, làm chủ lớn. Họ cũng sở hữu những cái vân mắt phượng đậm và rõ nét xuất hiện ở cả hai ngón tay cái như thế này đây. Và ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là đường chỉ sinh đạo. Cái đường chỉ sinh đạo nó sẽ phản ánh rất nhiều về cuộc đời của họ. Thời điểm nào thịnh, thời điểm nào suy, thời điểm nào gặp nhiều biến cố. Và khi ta quan sát kỹ đường chỉ sinh đạo này, ta có thể thấy giai đoạn đầu sẽ có rất nhiều những cái vết cắt nhỏ đan xen như là tơ vò, mọi người có thấy không? Dấu hiệu này sẽ phản ánh là thời điểm lúc lập nghiệp, lúc bắt đầu, chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ gặp rất nhiều khó khăn về công việc, cản trở rất nhiều, áp lực rất nhiều và sẽ không bao giờ được thuận buồm xuôi gió. Chính vì thế nó xuất hiện những cái đường cắt nhỏ nhỏ như tơ vò này, nó cắt ngang qua đường chỉ sinh đạo chính như thế này. Nhưng mà cũng rất may thay, bắt đầu từ khoảng, đó là từ ngoài 40 tuổi, là mẫu bàn tay này bắt đầu sẽ có những cái sự thịnh vượng nhất định. Đường chỉ sinh đạo bắt đầu là đậm dần, rõ nét dần. Và có một cái nhánh hướng lên rất đậm ở cuối đường chỉ sinh đạo, mọi người có thấy không? Đấy, có những cái đường nhánh hướng lên này. Đó là dấu hiệu sẽ mang lại cái sự thành công, thành quả đạt được cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Chủ nhân mẫu bàn tay này bắt đầu từ ngoài 40 trở ra, kinh tế bắt đầu là phồn thịnh, gặp ít khó khăn hơn, ít chông gai hơn, và may mắn sẽ mỉm cười đối với chủ nhân mẫu bàn tay này. Và càng về cuối đường chỉ sinh đạo, ta lại càng thấy có những cái nét rất là đậm, sâu. Đấy, song song như thế này nữa. Đó là dấu hiệu nói lên về hậu vận rất là tốt. Kinh tế, sức khỏe, tài chính cũng như gia đình, mọi thứ đều rất là ổn định. Và có một cái quy tắc xem chỉ tay như thế này. Ta không cần biết giai đoạn đầu của đường chỉ sinh đạo nó bị cắt xé, nó mờ, nó lu mờ ra làm sao, hoặc nó có những đường chỉ xấu như thế nào. Nhưng mà về kết thúc giai đoạn cuối của đường chỉ sinh đạo, nếu ta thấy có những nhánh hướng lên và các đường chỉ đậm, thì đó sẽ là dấu hiệu mang lại sự thành công về hậu vận cho chính chủ nhân mẫu bàn tay đó. Trẻ có vất vả như thế nào nhưng mà về hậu vận cũng nhận được thành quả đầy rực rỡ. Nhưng mà lo ngại nhất cho những ai mà giai đoạn đầu đường chỉ sinh đạo có nhiều nhánh hướng lên, đẹp và ít vết cắt. Nhưng mà giai đoạn cuối thì sao? Có những nhánh hướng xuống, đậm, sâu và bị rất nhiều những cái đường cắt đan xen như thế này. Thì cuộc đời của người đó, dầu trẻ tuổi có thành công cỡ nào, nhưng mà cuối đời cũng phá tan hết sạch. Nhiều khi trong tay chả còn gì nữa. Và trên mẫu bàn tay này cũng có một cái dấu hiệu nói lên là đường hôn nhân, tức là tình cảm vợ chồng của chủ nhân mẫu bàn tay này tương đối là ổn định. Đó là đường chỉ tâm đạo. Mình có thể chỉ rõ cho mọi người đây. Cái đường chỉ tâm đạo nó sẽ kết thúc ở kẽ của ngón trỏ và ngón giữa ấy, và đến đây nó sẽ phân nhánh làm hai, nó như là cái chẽ đuôi cá. Đó là dấu hiệu chủ nhân mẫu bàn tay này số sẽ được nhờ chồng. Người chồng của họ sẽ là người tương đối là thành công và có địa vị trong xã hội, sẽ mang lại nhiều niềm tự hào cả về danh dự lẫn tiền bạc cho chính chủ nhân mẫu bàn tay này đây. Người phụ nữ nào có số nhờ chồng, chắc hẳn cái điểm kết thúc nó sẽ nằm dưới kẽ của ngón trỏ và ngón giữa.
Đây là cái điều mình đã kinh nghiệm ở rất nhiều năm và thấy tương đối là chính xác. Và ta cũng có thể xét về tình cảm vợ chồng của chủ nhân mẫu bàn tay này đây. Ta thấy xuất hiện một đường chỉ tương đối đậm và nó chạy ngang như thế này. Sẽ là người phụ nữ rất trung tình và nhân hậu, không có tính cách lăng nhăng, thương yêu, ghét rõ ràng và là một người phụ nữ vô cùng đoan chính. Chính vì thế, những bạn nam, những bạn nữ nào mà muốn chọn vợ, chọn chồng thì hãy tìm đến người mà sở hữu đường chỉ hôn nhân nó thẳng, đậm và rõ. Chắc chắn bạn sẽ tìm được một người bạn đời như ý nhờ căn cứ cái dấu hiệu này trên mẫu bàn tay. Và ngoài ra, trên mẫu bàn tay này cũng có những dấu hiệu khiến cho thời trẻ và trung niên sẽ bị thất thoát những cái món tiền tương đối lớn. Đó là xuất hiện những cái đường chỉ nó chạy vào các kẽ ngón tay, mọi người thấy không? Đấy, toàn những đường chỉ nó chạy vào kẽ ngón tay. Và dấu hiệu trên ngón út, ta thấy có nốt ruồi màu đen. Đấy. Thì chủ nhân mẫu bàn tay này phải hết sức lưu ý về vấn đề tiền bạc, cho vay cho mượn, giúp đỡ những người xung quanh, xong rồi không lấy được lại. Bởi vì người sở hữu nốt ruồi nằm ở ngón tay út, dễ bị bạn bè xung quanh lợi dụng lúc nào mà không hay. Những cái bạn bè thân, chí cốt, những người mình tưởng là tâm giao, những người mình tưởng là tâm phúc, nhưng rồi có ngày sẽ hại mình, quay lưng với mình. Mặc dù trước đó mình có tốt với họ như thế nào đi chăng nữa. Chính vì thế, người xưa có câu không sai: giúp vật thì vật trả ơn, mà giúp người thì người báo oán. Những bạn nào mà đang sở hữu nốt ruồi nằm trên ngón tay út phải hết sức cẩn thận về vấn đề chơi với bạn bè xung quanh. Và trên mẫu bàn tay này cũng có xuất hiện nốt ruồi trên gò kim tinh. Đấy, dấu hiệu này mình cũng đã nói ở rất nhiều video khác rồi. Nốt ruồi nằm ở cuối gốc của gò kim tinh sẽ là dấu hiệu nói lên có những kỷ niệm khó quên về mối tình đầu. Mối tình đầu sẽ khiến cho chủ nhân mẫu bàn tay này mang nhiều tiếc nuối. Và mẫu bàn tay này còn có những nét ưu tú nữa, đó là hậu vận sẽ được nhờ về phần con cái. Vậy cái dấu hiệu nào nói lên điểm này? Đó là trên gò thủy tinh, tức là dưới cung tử tức, ta có thể thấy rõ gò thủy tinh này tương đối nổi cao, đầy và màu sắc cũng khá là tươi sáng, không có quá nhiều lằn cắt. Đó là dấu hiệu chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ được nhờ về phần con cái. Con cái của họ sẽ ngoan, nghe lời và học hành, tương lai sẽ rất là thành đạt. Chính vì thế, gò thủy tinh, tức là nằm trên cung tử tức này, tương đối là hài hòa và tươi sáng. Ngoài ra, cổ tay của chủ nhân mẫu bàn tay này nữa cũng xuất hiện 3 đến 4 ngấn rõ ràng, mọi người có thấy không? Đấy. Trong sách xem chỉ tay bên Tàu, người ta gọi là bửu pháp vòng. Người nào mà sở hữu từ 3 vòng cổ tay rõ ràng, rành mạch, hoặc 4 vòng lại càng tốt nữa, sẽ là người có một hậu vận rất là tươi tốt, đầy đủ, con cái sẽ rất là ngoan và thành đạt. Và cuộc đời sẽ không phải rơi vào những cái vòng cùng quẫn mà không có lối thoát, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, cũng có người cứu vớt. Tóm gọn lại, đây là một mẫu bàn tay trẻ tuổi sẽ gặp nhiều chông gai, nhận được ít thành quả may mắn, nhưng mà càng về hậu vận lại càng được sung túc. Nhờ cái sự cố gắng, kỷ cương, làm việc có nguyên tắc và cá tính vô cùng mạnh mẽ. Đó là những cái dấu hiệu mình muốn gửi tới tất cả các bạn về một cái mẫu bàn tay của một người phụ nữ thành công. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Nó thực sự là khoa học chứ không hề có chút mê tín nào cả. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.